Hello, xin chào các bạn. Bài trước là bài số 4 và bài này sẽ là bài số 5. Bài trước là phần 1, tiêu đề Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất. Thì đây là phần 2 của cái nội dung bài học Đức Chúa Trời tạo thành trời và đất. Thì nó lại bài số nữa. Và nó là bài số 5 của loạt bài giáo trình này. Thì trước khi đi tiếp cái phần 2, chúng ta sẽ ôn tập với nhau một chút ở cái bài học trước. Bài học trước là Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời đã hành động đầy quyền năng, Ngài không cần phải ai dạy dỗ, và Ngài đã tạo nên thế giới với đúng những gì theo cách Ngài muốn và những gì chúng ta đang nhìn thấy bây giờ. Và nó là một cái chân lý, không phải là một cái lý thuyết, không phải là cái lý thuyết một cái giả tưởng, mà nó đã là một sự thật không thể thay đổi được. Thì Chúa chúng ta là một đấng tạo hóa, là đấng tế trị đầy quyền năng. Ngài đã tạo lên nhưng Ngài không cần tế trị. Đấy, như là ví dụ mà bạn tạo lên hay là bạn tạo ra một cái vật gì đó thì cái vật đó phải thuộc của bạn, vì bạn là người tạo ra nó mà, đúng không? Thì Chúa tạo ra trái đất, một loài vạn vật, thì Chúa xứng đáng làm chủ của mọi loài, thì Ngài có quyền tế trị. Và Đức Chúa Trời là đầy quyền năng thì tất nhiên rồi, và Chúa biết hết mọi điều và biết mọi sự, không ai phải dạy Ngài. Và Ngài biết cả trong lòng chúng ta đang nghĩ gì, Ngài biết chúng ta có bao nhiêu cộng tắc. Và Đức Chúa Trời hiện hữu bằng chính quyền năng của Ngài, Ngài hiện diện, Ngài tồn tại bằng chính cái quyền năng và nguồn năng lượng của chính Ngài. Và Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không hề có tội lỗi, không hề có sự xấu xa nào trong Ngài. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên sự sáng, vì chính bản thân Ngài còn là sự sáng nữa cơ. Đấy, và Ngài dựng nên bầu trời, không khí và nước ở trên bầu trời, mây, đúng không? Các bạn phải hiểu như vậy. Chúng ta đã cái bài trước, thì cái bài này chúng ta sẽ học về cái ngày sáng tạo thứ ba của Chúa. Chúa đã tạo thành đất đai, đại dương và mọi loài cây cỏ. Trong sáng thế ký chương 1 từ câu 9 đến câu 13, thì các bạn hãy mở ra và đọc nhé. Mình không đọc nó sẽ dài cái nội dung này. Nếu các bạn học trực tiếp trên lớp mới đọc thì ta sẽ đọc, nhưng mà học online thì thôi sẽ không đọc. Thì nó chỉ là ngày Chúa mà tạo dựng đất, Chúa tạo dựng cây cỏ trên mặt đất thôi, và đại dương nữa. Thì trong câu 9 câu 10 thì Chúa tạo dựng đại dương và biển cũng như là đại dương, và Chúa đã tạo dựng tất cả mọi điều này trong một ngày. Và Chúa đã làm với một sức mạnh phi thường, một sức mạnh sai khiến tất cả phải nghe lời Ngài, và đã hoàn thành đó chỉ trong một ngày mà thôi. Dù là đại dương rộng lớn mà chúng ta bây giờ vẫn mà bây giờ chúng ta không thể đi hết cái khoảng rộng của nó, không thể dò hết cái độ sâu của nó, đúng không ạ? Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu vẫn chưa làm được điều đó, nhưng Chúa chỉ tạo trong một ngày thôi. Đó là sức mạnh vô hạn của Chúa. Và trong cái điều mà chúng ta cần ghi nhớ với nhau là Đức Chúa Trời thâu góp, và thâu góp đây là thâu góp nước thành biển và làm cho đất khô. Đây là cái điều rất là hay, rất là mầu nhiệm. Ta thâu góp nước thành biển nó sẽ là như thế nào, rất là phi thường, đúng không ạ? Ví dụ là chúng ta có cái vũng nước mà chúng ta muốn hót hết cái vũng nước đó đi, hay là muốn làm cái vũng nước đó cạn nước đi và để cho nó lộ ra đất khô, thì chúng ta phải dùng những cái cách nào để làm điều đó thì chúng ta tưởng tượng đi. Nhưng Chúa đây là thâu góp để tạo ra cả một đại dương và cả những vùng đất liền gồm núi non. Chúa chúng ta quá vĩ đại, đúng không ạ? Và Chúa đã tạo dựng ra nước của trời và đất, thì ở đây và là nói về những mây và cơn mưa, khi mà Chúa có thể sai khiến chúng. Chúa có thể sai khiến chúng, chỉ có Chúa mới có thể tạo thành nước của trời và đất mà thôi, và sai khiến chúng mà thôi, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Chúng ta có thể điều khiển mây bay từ chỗ này đến chỗ kia, chúng ta không thể nói mây là hãy chút nước không đi, chúng ta không thể làm điều đó được, mà Chúa mới là đứng làm nên điều đó. Và Chúa nói là Chúa tạo ra những cơn mưa như vậy là để nuôi sống mọi loài cây. Đấy, Chúa nuôi sống mọi loài cây có trên mặt đất, các bạn ạ. Chúa nuôi sống mọi loài cây có trên mặt đất. Thì sáng thế ký mô phỏng là Chúa tạo ra mưa để nuôi sống mọi loài cây. Chúa biết mọi sự, Chúa hiểu mọi sự, và Chúa tạo ra điều này là giềng mối cho điều kia. Lý do của điều này là vì có điều kia. Đấy. Và Chúa tạo dựng mọi loài, mọi vật có sự gắn kết với nhau như vậy. Và chỉ Chúa mới biết cách sử dụng cái quyền năng ấy. Chỉ có Chúa mới biết cách là phải làm như vậy thì nó mới như vậy. Chúng ta không thể hiểu được tại sao lại như vậy, đúng không ạ? Chúng ta không thể đo lường hết cái quyền năng của Chúa và sự hiểu biết của Chúa, sự tạo dựng của Ngài được, đúng không?
Nhưng cũng chia sẻ các bạn. Và Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả những điều Ngài tạo dựng đó, nó trong một cái kế hoạch yêu thương. Đức Chúa Trời có một kế hoạch yêu thương. Đó là gì? Đó là chúng ta thấy là Chúa đấy tạo dựng đến các loài cây này này. Chúa tạo dựng đến các loài cây này nhá. Nhưng mà Chúa thực ra thì Chúa không cần đến nó. Chúa đâu có cần đến chúng đâu. Chúa không có cần đến. Chúa không cần đến các loài đó. Và có thể là Chúa cũng đối lập với các loài đó, bởi vì loài đó là vật thể, còn Chúa là linh. Chúa không hề có, Chúa không hề có cơ thể vật lý, nhưng Chúa lại tạo ra vật lý. Nó cũng mang tính chất như vậy. Chúa không cần bất cứ vật gì, Chúa không lệ thuộc, Chúa không cần phải ăn đâu. Chúa không cần phải ăn thì tại sao Chúa lại tạo ra, đúng không? Nhưng mà Chúa lại tạo ra để cho cây mang đến oxy. Đấy, mặc dù Chúa không cần thở. Mang đến đồ ăn, mặc dù Chúa không cần ăn. Mang đến gỗ để xây nhà vào. Chúa đâu cần và Chúa đâu cần nhà để ở đâu. Chúa không cần tất cả những thứ đó. Chúa độc lập với tất cả thứ đó. Chúa tách biệt tất cả thứ đó, nhưng Chúa vẫn tạo thứ đó để nó có, để có thứ đó. Vì Chúa đỡ chẳng yêu thương, và yêu thương nó yêu thương loài người các bạn ạ. Không chỉ như vậy đâu, mà Chúa còn tạo ra đủ thứ các loại màu sắc, kích cỡ, mùi vị, hình dạng hay để đáp ứng mọi cái nhu cầu của chúng ta. Có người thích to, thích béo, thích lùn, nhưng có người thích dài, thích gầy, thích mỏng. Đấy, đúng không? Chúa yêu thương con người, Chúa biết con người cần điều đó. Nên đôi khi nhà các bạn cần một điều gì đó thì cứ nói với Chúa đi, Chúa sẽ cho các bạn đấy. Các bạn hiểu vậy? Chúa yêu thương từ Chúa yêu thương là từ ngàn đời đến ngàn đời rồi. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mọi vật Đức Trời tạo dựng ra ngày nay thì là tốt lành. Và chúng ta thấy được sự thiết kế tài ba của Chúa ở đây. Chúng ta đang nhìn thấy một bức tranh mở ném vào, thì đây là một cái tháp Eiffel đó ạ, và những công trình khác ở xung quanh. Chúng ta thấy là những cái điều này Chúa không dựng nên. Những ý mình muốn nói đây là điều này là con người dựng nên, và con người dựng nên nó phải có cái sự thiết kế, phải có sự thiết kế. Và chúng ta cũng biết như vậy là trật tự của trời và đất, trật tự của ngôi sao thiên hà, mặt trăng và quỹ đạo này thì Chúa là đấng thiết kế hết. Và Chúa mới là thật sự là đấng thiết kế tài ba nhất, đúng không ạ? Và không chỉ là nói về vũ trụ và thiên hà, mà trong mỗi một cái loài hoa, mỗi một cái loài hoa rất là bé nhỏ, một cái loài cây, một con ong, một con kiến, hay là một cái hay là một cái tế bào, một cái tế bào thì người ta là soi bằng kính hiển vi, đúng không? Người thấy, người ta cũng thấy được cái sự đặc biệt, có sự đặc biệt của chúng. Người ta soi một cái tế bào của cây hoa lan, nó sẽ khác với một cái tế bào của cây hoa cúc. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Từ cái tế bào rất nhỏ Chúa đã tạo, và nó sẽ thể hiện ra cái hình dáng bên ngoài. Từ cái điều rất 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 nhỏ, Chúa không cho điều nào giống điều nào. Chúng ta sẽ thấy là hai con người sinh đôi không hề giống nhau hết hoàn toàn, đặc biệt là vân tay, đúng không? Chúa tạo ra phải có sự khác biệt như vậy. Chúa tạo ra mỗi người mang cái cấu trúc đặc biệt như vậy. Đấy, rất là tuyệt vời như vậy. Ngài tuyệt vời như vậy. Ta phải hiểu được cái sự phi thường của Chúa. Rồi ngày thứ tư, Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mình nghĩ thế nào vũ trụ thì Chúa đã tạo dựng trước khi Ngài tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng. Và tức là chúng ta biết là hệ mặt trời chúng ta là một hệ ở trong một thiên hà. Và chúng ta có một cái cụm thiên hà nữa, đúng không ạ? Chúng ta rất là nhỏ thôi, hệ mặt trời chúng ta rất là nhỏ trong cái vũ trụ này. Và chúng ta là quá nhỏ trong vũ trụ khi ta đứng góc nhìn của vũ trụ, đúng không ạ? Thì vấn đề ở đây mình không nói về vũ trụ sâu quá, mà mình muốn nói là sự bao la của vũ trụ này ấy, thì kính viễn vọng này, thiết bị điện tử, công nghệ và để du hành lên vũ trụ, rồi là tất cả mọi thứ để biết về vũ trụ, thì chúng ta càng thấy là vũ trụ này quá rộng lớn. Và chúng ta cũng biết ra một điều là tốc độ của ánh sáng, tốc độ di chuyển của ánh sáng đó. Đây là con số để các bạn có thể tưởng tượng ra cái độ rộng lớn của thiên hà vũ trụ nào thôi. Và cái điều đặc biệt ở đây là Đức Trời không phải vất vả để tạo ra chúng đâu, mà sự vĩ đại của Chúa đấy chỉ nằm vào việc thôi là Ngài phán chúng liền có. Đây là cái điều đặc biệt, không một vị thần nào, không một cái vị thần nào có thể làm được điều này, chỉ có Chúa mới làm được điều này thôi. Ngài phán các mặt trăng và ngôi sao liền có luôn. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, tất cả đều liền có. Đây là sự quyền năng của Chúa. Và Chúa phán trực tiếp qua Kinh Thánh.
là ta Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, chỉ có một mình ta dương ra các cổng trời. Chúa đã thiết kế, đã làm hết, chính Chúa đã làm và Chúa đã tuyên bố điều đó. Qua các nghiên cứu ấy, thì người ta còn khám phá ra những cái định luật vật lý áp dụng cho toàn vũ trụ. Đấy. Vũ trụ này có những cái định luật vật lý áp dụng ví dụ các bạn có thể lấy là số pi bằng 3,14 đúng không ạ? Số pi bằng 3,14 để làm các phép nhân, làm các phép tính, phép tính toán chu vi, rồi tính toán thể tích cái này cái kia, rồi là công thức toán học rất cần là số pi, đó là cái quy luật của vũ trụ. Số pi là một cái hằng số tác động lên quy luật vũ trụ, thì nói về như vậy vũ trụ này như kiểu, tương lai là nói qua về vũ trụ như vậy, các bạn hiểu là Chúa lớn đến dường bao, vĩ đại đến dường bao. Đối với một đấng vĩ đại như vậy thì các bạn phải có một tấm lòng như thế nào, phải có một cái thái độ như thế nào. Tiếp theo chúng ta sang ngày sáng tạo thứ năm của Chúa, là Chúa đã tạo ra mọi vật sống dưới biển cũng như là trên bầu trời. Hôm nay Chúa ngày thứ năm này Chúa chưa tạo các loài vật sống ở trên mặt đất đâu, mà sống ở dưới và ở trên trước, còn ở mặt đất là ở ngang này Chúa chưa tạo, Chúa chỉ tạo ở trên này và ở dưới bầu trời và dưới biển. Mình không muốn nói về cái này nó dễ rồi, các bạn đọc là hiểu, bạn hiểu ngay. Rồi ngày thứ sáu thì Chúa tạo dựng nên các loài thú đồng và các loài động vật ở trên mặt đất, dù có loại rất là bé như con kiến các bạn có thể nhìn thấy đó. Nhưng trước khi Chúa tạo những cái loài này, những loài thì Chúa đã tạo ra loài người. Trước khi Chúa tạo ra loài người đấy, thì Ngài đã chuẩn bị tất cả những gì mà ta đã học trong 5 ngày đầu tiên. Trong 5 ngày đầu tiên, ngày thứ nhất, đúng không? Thứ hai, thứ ba, thứ năm, Chúa chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và đó Chúa mới tạo ra loài người. Các bạn đã học suốt từ bài 1 đến bài số 5 đến bây giờ rồi. Thì chúng ta đã hiểu về cái tính chất, cái bản tính của trời. Tại sao Chúa lại tạo ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì trong cái cuốn nghiên cứu sự sống lựa chọn này cũng nói về cái việc mà Chúa tạo. Ở đây mình đã làm một cái video chia sẻ với cái khảo cứu Kinh Thánh rồi, thì mình cũng nói lại luôn để cho cái bài học này nó được sâu sắc. Đây, đó là ngày thứ nhất là Chúa tạo ánh sáng, ngày thứ hai là Chúa tạo khoảng không, ngày thứ ba là Chúa tạo đất khô ráo, ngày thứ tư là Chúa tạo các vì sáng tức là tạo vũ trụ, tức là tạo mặt trời, mặt trăng. Ngày thứ năm thì Chúa tạo chim trời và các biển. Rồi ngày thứ sáu cuối cùng là Chúa năm ngày chuẩn bị và cuối cùng chuẩn bị xong, chuẩn bị một nơi tốt đẹp thì Chúa mới tạo ra con người, để con người được sống trong nơi tốt đẹp đó. Thế nên là con nói với các bạn là Chúa có một kế hoạch yêu thương. Đấy, Chúa chuẩn bị tất cả những gì con người cần. Đôi khi ấy, chúng ta đang cần một cái gì mà ta chưa có thì ta biết này, các bạn biết này, Chúa chuẩn bị rồi đấy, Chúa chuẩn bị rồi, nhưng các bạn không chưa phát hiện ra đâu ơi, chưa để ý ra thôi nha. Chúa đã chuẩn bị và chờ và các bạn chỉ việc đón lấy thôi. Vì tất cả những cái điều đó mà các bạn đang cần đó, nó đang chờ đợi các bạn và đang sẵn sàng để cho các bạn sử dụng nó, để cho các bạn tận hưởng nó. Nó đang sẵn sàng, nó đang chờ đợi các bạn, chứ các bạn không phải chờ đợi cái điều mà mình đang cần đâu. Các bạn nhớ nhá, Chúa đã chăm sóc và săn sóc chúng ta rồi. Chỉ là có thể là thời kỳ chúng ta chưa đến thôi, các bạn hãy biết chúng ta nằm trong vòng tay của Chúa. Các bạn chưa giàu có, các bạn chưa thành công, các bạn đang phải học, các bạn đang phải vất vả, các bạn đang phải đi tìm kiếm người yêu, đang phải tìm kiếm cái này điều này điều kia, đang cần điều này điều kia, thì các bạn phải hiểu là những cái điều đó nó đang chờ bạn rồi, chỉ là thời kỳ chưa đến, hoặc là các bạn không nhìn thấy nó thôi, hay là chưa, bạn chưa phát hiện ra nó mà thôi. Thực ra chúng đã chờ đợi và đã sẵn sàng các bạn rồi. Nó đôi khi nó ở bên cạnh các bạn như là hơi thở trên cái mũi, nhưng mà các bạn đôi khi bạn đâu có chú ý đâu, vì các bạn cứ thấy là hơi thở nó là cái điều vốn có rồi, đúng không? Nên các bạn đôi khi này họ đã sẵn sàng, nó luôn active, nó luôn chờ đợi các bạn, nhưng các bạn không phát hiện nó, không chú ý, không để ý, không để tâm, nên các bạn không nhận ra thôi. Nên đôi khi các bạn phải biết là cái điều mình cần ấy, Chúa đã chuẩn bị sẵn rồi nhá. Hãy cứ ở yên trong Chúa và kỳ đến kỳ điểm thì mọi thứ sẽ hiện thực. Và bây giờ cái việc của Chúa tạo ra con người đấy, nó giống như là việc mà một cái gia đình đón chào một thành viên mới. Chúa tạo ra Adam giống như đứa con đầu lòng được sinh ra, đó là Adam, là con người đầu tiên được sinh ra. Đây là một sự tuyệt vời khi con người được tạo dựng, các bạn nhớ nhé, tuyệt vời vô cùng. Toàn bộ vũ trụ này
được tạo ra bởi vì sẽ có con người được tạo ra. Nên các bạn nhớ này, tôi và bạn, loài người chúng ta là trung tâm của vũ trụ này, trung tâm của vũ trụ này. Các bạn nhớ, tất cả Chúa tạo toàn bộ vũ trụ này là để cho ai? Cho chúng ta. Đây là điều quá tuyệt vời, đây quá tuyệt vời. Nên chúng ta phải nhớ cái vị trí của mình, cái địa vị của mình trong Chúa, cái vị thế của mình. Chúng ta có quyền sai khiến cả vũ trụ này, chúng ta có quyền đó. Nếu các bạn chưa dùng cái quyền sai khiến vũ trụ này bao giờ đấy, thì hãy tập đi, hãy tập đi nha. Các bạn có một sức mạnh, có một cái quyền, có một cái khả năng sai khiến cả vũ trụ này, bởi vì chúng được tạo ra và được chuẩn bị cho các bạn. Vì có bạn, chúng tồn tại vì các bạn sẽ được sinh ra. Vì để các bạn được sinh ra, để các bạn được có. Các bạn phải nhớ đây là cái bí mật mà mình bật mí cho các bạn. Đây. Rồi, kết luận ở đây đó là hàng ngày xung quanh chúng ta đầy dẫy những cái bằng cớ và chứng cớ thể hiện cái sự hiện hữu và sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Nếu như ai nói rằng không có Đức Chúa Trời thì hãy nói với họ là thiên hà từ đâu mà ra. Hãy nói họ biết không có một vụ lỗ Big Bang nào đâu. Các bạn nhìn hiểu này, không có vụ lỗ Big Bang nào, dù là có thì cũng không thể tạo ra toàn thể vũ trụ được. Các bạn hiểu như vậy. Và nếu là có đấy, thì vụ lỗ đó nó chính là do Chúa tạo ra, chính là do Chúa nói và vụ lỗ đó mới hình thành. Nhưng mà vụ lỗ sẽ hình thành trong vòng một ngày thôi, là có vũ trụ rồi, là có mặt trời mặt trăng rồi. Chúa tạo ánh sáng chỉ trong một ngày thôi, tạo khoảng không chỉ trong một ngày thôi, tạo đất khô ráo trong một ngày thôi, tạo mặt trời mặt trăng trong một ngày thôi. Chúa vậy. Và điều đó thể hiện cái sự vô hạn của Chúa. Đôi khi chúng ta cố gắng hiểu Chúa, anh ấy nói cho em biết Chúa là ai đi, anh ấy chỉ cho em Chúa là ai đi, anh cho em nhìn thấy Chúa đi, anh cho em biết Chúa thì em mới tin Chúa. Anh cho em thấy Chúa, em mới tin Chúa. Tôi nói thật vậy, các bạn không hiểu biết hết về Ngài đâu, vì Ngài quá vô hạn. Chúng ta không thể lấy một cái cốc nước mà đựng toàn bộ nước của đại dương được. Cũng giống như vậy, chúng ta không thể lấy sự hiểu biết của một con người biết hết về sự vô hạn của Đức Chúa Trời được. Rồi, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Chúa. Một cái tình yêu thương mà Chúa đã chuẩn bị mọi thứ cho con người trước khi con người được có, con người được hình thành, con người được tạo dựng. Một tình yêu thương tuyệt vời, đó là sự chuẩn bị. Đôi khi các bạn cưới nhau, các bạn cứ biết là yêu nhau là cưới thôi, chứ các bạn không có chuẩn bị hôn nhân sau này sẽ như thế nào, thì đấy không phải tình yêu nhé các bạn nhé. Đấy nó chỉ là, đó là cảm xúc nhất thời, đó là một cái cảm xúc nam nữ thôi, đó là một cái gọi là hai người gọi là có cái cảm xúc nam nữ ham muốn nhau, lựa chọn nhau hay là giới tính nhau thôi, chứ không phải là yêu. Nó cũng có tồn tại thứ là yêu, nó tồn tại một cái thứ gọi là chung thủy, nó còn gọi là cảm xúc gọi là thiêng liêng, nó cảm xúc gọi là cái tình yêu chân thành một cái ấy, nhưng mà nó không phải là tình yêu thực sự đúng theo cái nghĩa mà mình muốn hướng các bạn đến, là tình yêu không có sự, đó là đi đến kết hôn không có sự chuẩn bị. Thì kết hôn không có sự chuẩn bị thì đấy không phải tình yêu thật, mà đấy là cái bồng bột của tuổi trẻ. Các bạn phải hiểu như vậy. Khi kết hôn đến với nhau trong cái tình yêu của gia đình ấy, đó là tình yêu hy sinh, tình yêu mà sẽ phải gánh trách nhiệm, tình yêu mà mỗi bên phải chịu đựng một chút, mất mát một chút, kiên trì một chút, nhẫn lại một chút, khoan dung một chút. Chúa không làm một cái điều gì mà Ngài không chuẩn bị. Các bạn phải nhớ như vậy. Rồi cuối cùng của lời kết luận này là chúng ta nhớ về Chúa là một nhà thiết kế đại tài và là một đấng thiết kế khéo léo đó, và là Ngài quá tài giỏi, quá khôn ngoan, quyền uy, khả năng của Chúa. Chúng ta nhớ về Chúa là nhà thiết kế đại tài. Đây là như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu Hebrew chương 11 câu 13 nhé. Là bởi đức tin chúng ta biết rằng thời gian đã làm nên bởi Đức Chúa Trời đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Ok. Câu này có vẻ khó hiểu với các bạn đúng không? Khó hiểu các bạn không? Mình sẽ nói qua rồi sẽ có một cái bài giảng chia sẻ rõ ràng câu này. Câu này có nghĩa là gì? Đó là thời gian không có đầu, không có cuối. Không có đầu, không có cuối. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Nhưng thời gian được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Thời gian được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời còn lớn hơn cả thời gian.
còn sâu rộng, còn vi nữa, không có đấy, còn thời gian. Nếu các bạn tưởng tượng về thời gian, các bạn thấy xem thời gian là cái gì đó các bạn không thể đúng không, không thể kiểm soát được, không thể đo được, không thể đo lượng được hết. Và Đức Chúa Trời còn lớn hơn điều đó, bởi vì Ngài còn làm nên cả thời gian. Và cái vế thứ hai là đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Tức là những cái gì mà ta nhìn thấy này, thiên hà vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, núi đồi, sông suối, tất cả điều đó nó không đến bởi tay con người làm, nó không phải đến bởi kế hoạch của con người, mà đến bởi đấng thần linh. Một đấng thần linh là mắt xác thịt ta không thể nhìn thấy được. Thì đến cái vế thứ hai, tức là những cái gì bạn nhìn thấy, những cái gì bạn hiểu được, những cái gì bạn cảm nhận được, nó chỉ là một cái trí hiểu, cái trí cảm nhận, cái sự ấy các bạn, nó chỉ là một cái gì đó, nó chỉ là một cái điều rất là nhỏ trong vũ trụ này, hiểu không nhỉ? Ý cô này quá vô lượng, quá rộng lớn, quá vĩ đại, quá vinh quang là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập chút. Chúng ta sẽ hỏi nhau về sự hiện hữu Đức Trời, ai đã tạo dựng nên Đức Trời. Chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi hơi hóc búa một chút, đó là tại sao Đức Trời có thể ra lệnh cho đại dương lùi lại, hoặc là cho đại dương dừng lại theo ý của Ngài muốn? Tại sao Đức Trời có thể ra lệnh và chúng phải nghe lệnh Ngài? Tại sao? Thì mình đã nói các bạn rồi đúng không? Khi các bạn tạo ra vật gì thì bạn làm chủ của vật đấy, Chúa đã tạo ra đại dương mà, đúng không? Rồi, câu hỏi thứ hai là tại sao Đức Trời tạo dựng vạn vật xinh đẹp? Ngài cũng tạo dựng nên mọi loài cây ăn quả, mọi loài trái, mọi loài động vật. Tại sao Ngài lại tạo nên đó? Ngài có cần điều đó đâu, Ngài lại tạo nên. Tại sao? Các bạn hãy trả lời cho mình đi. Đức Trời đã nói gì về mọi vật Ngài tạo nên? Mọi vật Ngài tạo nên đều tốt đẹp, đúng không? Chúa đã nói vậy. Tại sao Đức Trời có thể tạo dựng mọi vật hoàn hảo như vậy? Vì Chúa là đại tài, Chúa biết mọi sự, hiểu mọi sự, vô lượng, vô biên, ngàn, đúng không? Làm cách nào Chúa có thể dựng nên một vũ trụ bao la rộng lớn như vậy, nhiều ngôi sao rất xa như vậy? Tại sao Chúa lại có thể tạo ra được? Làm cách nào đây? Chúa đã làm cách nào? Chúa đã phán rồi đúng không? Nhưng làm cách nào vậy? Đó là Chúa toàn năng. Làm cách nào? Không ai dạy Ngài cả. Ngài toàn năng, Ngài biết đấy. Là các mọi nơi trong cùng thời gian, các bạn học bài về cái đó, bạn học cái bài về Đức Trời. Vâng. Tại sao Đức Trời lại dựng nên mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, mặt trăng khác, vì sao? Chúa tạo ra mọi thứ là đều có cái nguyên tắc vật lý, đều có nguyên tắc vật lý, Chúa tạo đều có nguyên lý. Cho nên là chúng ta bây giờ sẽ có câu hỏi cuối cùng này, là dựa trên những nguyên lý nào mà các nhà khoa học và kỹ sư có thể nghiên cứu ra các thiết kế của mọi vật, dựa trên nguyên lý nào? Nguyên lý sáng tạo, đúng không? Ta sẽ gọi là nguyên lý sáng tạo. Chúa đã tạo dựng ra như vậy, không có gọi tên như vậy thôi, đúng không? Ok, bài học này nó sẽ rất là hay như vậy. Nó sẽ là một cái bài học mở, và sẽ là một cái bài học mà ta bắt buộc ta phải suy ngẫm, phải suy nghĩ, sẽ cảm tưởng mà ta sẽ cảm tưởng mà có thể tưởng tượng phần nào về cái sự vô lượng vô biên và Đức Chúa Trời là ai rồi, qua sự sáng tạo của Ngài, qua việc Ngài làm. Cũng giống như các bạn có thể biết nhiều hơn về lập qua lời lục nói, qua việc lục làm nữa. Cái bài số 4 và số 5 này như vậy, chúng ta biết nhiều hơn về Chúa qua việc Ngài làm, qua lời Ngài nói, qua ý muốn, qua hành động, qua tình yêu, qua những gì Ngài làm. Ok, bài sau chúng ta sẽ học rõ hơn về cái việc Đức Chúa Trời tạo thành loài người nó như thế nào, chi tiết như nào, mục đích như nào, tại sao Ngài yêu cầu loài người làm gì, Ngài muốn là người gì. Ok, bài sau nhé. Và các bạn thấy bài hay, các bạn chia sẻ cho mọi người cùng học nhé. Và các bạn hãy cho mình một cái comment, một cái câu hỏi hay một cái gì đó mà các bạn muốn chúc, muốn gửi mình, thắc mắc, các bạn có thể comment. Và các bạn chưa đăng ký kênh của mình, chưa subscribe thì các bạn hãy đăng ký kênh, vì trên kênh này sẽ có rất nhiều các bài học hay nữa. Và điều đặc biệt là nếu như các bạn muốn trở thành người học trực tiếp với mình thì các bạn hãy đăng ký link đặc quyền nhé. Link đặc quyền mình để ở trong cái mô tả của video này. Hãy đăng ký link đặc quyền. Thì các bạn không chỉ học được về Kinh Thánh đâu, mà học từ rất nhiều các kiến thức khác, như kiến thức về kiếm tiền, phát triển bản thân, lãnh đạo, tư duy, cơ, rất nhiều nha. Các bạn có thể học được khi các bạn đăng ký trở thành người đặc quyền của MacP. Hãy trở thành người đặc quyền của Lộc thì các bạn sẽ có những điều vô cùng bất ngờ và ích lợi của cuộc sống các bạn ấy, không thể hiểu được đâu.
hay để lại thông tin trong link đặc quyền ở mô tả. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.